Đi tìm đồng phân danh pháp chẳng qua là chỉ ra nhà này có bao nhiêu anh em đồng sinh và tên của từng anh là gì. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em phần đồng phân danh pháp este một cách chi tiết nhất. Đầu tiên, xét với este no đơn chức mạch hở. Công thức tổng quát LCO L phẩy, vì L phẩy khác H nên có tối thiểu một C, vậy ta có cụm COOC. Đây chính là chìa khóa để viết đồng phân este. Ta xây dựng các bước viết như sau. Bước 1, viết đồng phân đầu tiên có cụm COOC, còn bao nhiêu C đặt ở đằng trước COOC đó. Không còn C thì sẽ đặt H. Bước 2, viết các đồng phân tiếp theo bằng cách chuyển C từ trước CO ra đằng sau. Áp dụng bắt đầu từ C2, ta có công thức phân tử C2H4O2. Sau khi viết cụm COOC hết C, chúng ta chỉ thêm H hoàn thiện công thức. Vậy ta có công thức cấu tạo duy nhất HCOOCH3. Đến C3H6O2, đồng phân đầu tiên ta có cụm COOC, mất 2C còn 1C đặt đằng trước. Đồng phân thứ hai chuyển C từ trước ra đằng sau. Vậy hết C. Chốt lại C3H6O2 có hai đồng phân cấu tạo este. Tiếp đến là C4H8O2, cô hướng dẫn dạng công thức cấu tạo thôi. Trường hợp thứ nhất, ta viết cụm COOC còn 2C ta đặt đằng trước. Tiếp theo, chuyển 1C từ trước CO ra đằng sau, ta có đằng sau 2C, đằng trước 1C. Chuyển nốt 1C còn lại từ bên đằng trước ra đằng sau, thì đằng sau có 3C và đằng trước chỉ còn H. 3C có hai trường hợp, không nhánh hoặc có nhánh. Vậy, C4H8O2 có 4 đồng phân cấu tạo este. Về nhà, các em có thể hoàn thiện công thức. Ở đây cô đưa ra thêm công thức tính nhanh số đồng phân là 2 mũ n trừ 2 với n là số C, thì C bằng 2, số đồng phân là 1, n bằng 3 có 2 đồng phân, n bằng 4 có 4 đồng phân, nhưng sang n bằng 5 thì không theo công thức nữa, nó có 9 đồng phân. Bây giờ ta chuyển sang phần danh pháp este. Phân tích ví dụ cụ thể. Phần thứ nhất trong tên là etin ứng với gốc ancol CH2CH3. Phần thứ hai trong tên là acetat ứng với gốc C3COO là gốc axit. Từ đó, khái quát lên ta có quy tắc gọi tên este là gọi tên gốc ancol L phải trước, rồi ta sẽ gọi gốc axit LCO sau. Liên hệ với chúng ta thường xưng danh là cháu con nhà bố A, mẹ D. Vậy điều này cũng hoàn toàn phù hợp với este. Este có cha là ancol, mẹ là axit, nên được xưng danh là tên cha ancol trước và tên mẹ axit sau. Cái điều này thì rất là gần gũi với chúng ta này. Bây giờ cô giới thiệu một số gốc thường gặp. Thứ nhất, gốc ancol L phẩy. Nhận thấy chúng kết thúc bằng đuôi in. 1C là metin, 2C etin, 3C không nhánh propin, 3C có nhánh là isopropin. Về tên gốc axit LCOO, gốc axit 1C đọc là format, gốc axit 2C acetat, gốc axit có 3C no đọc là propionat. Áp dụng trường hợp đầu tiên HCOCH3. Thứ nhất, ta gọi tên gốc ancol L phẩy là CH3 metin. Thứ hai, ta gọi tên gốc axit LCO là format, ghép lại thành metin format. Với C3H6O2, đồng phân đầu tiên phần ancol 1C đọc là metin, phần axit 2C đọc là acetat ta được metinacetat. Đồng phân thứ hai gốc ancol 2C, gốc axit 1C sẽ là etin format.
Ta lưu ý điều sau, nếu nhóm trước CO bị viết ngược thành OOC hay là OCO thì chúng ta phải phân cắt ra chỉ rõ phần liên kết với CO chính là phần mẹ axit, phần liên kết với O là phần cha ancol, sau đó gọi tên bình thường. Áp dụng này. Trường hợp thứ nhất, phần CO là đằng trước là mẹ axit có 3C, phần liên kết với oxy ở đằng sau là cha ancol 1C, ta gọi được metin propionate. Trường hợp số 2 có nhóm OOC, ta phân tích mẹ axit có 2C, cha ancol nối với oxy có 2C, như vậy khác trường hợp số 1 và tên nó là etin acetat. Bây giờ ta cũng có thể lật ngược lại công thức để kiểm tra này. Ta lật từ phải ra được CH3, COO, CH2, CH3 khác so với trường hợp đầu tiên. Như vậy cô đã trình bày xong nội dung đồng phân danh pháp este. Cô giới thiệu thêm một số phụ lục. Thứ nhất, đồng phân danh pháp của C4H8O2. Phụ lục số 2, cô giới thiệu các este khác cần biết. Trường hợp đầu tiên, este no đơn trước mạch hở, ví dụ như là mùi đào chín, mùi chuối chín, mùi dứa. Rồi là chất làm dung môi là dùng pha sơn. Trường hợp thứ hai là este không no. Có gốc vinin là gốc ancol CH nối đôi CH2 hoặc gốc axit không no 3C 4C. Trường hợp số 3 là este có vòng benzen thì có gốc benzin là gốc ancol CH2 C6H5, gốc phenin là gốc phenon C6H5. Như vậy cô đã giới thiệu xong bài học, hy vọng các em có được những kiến thức bổ ích, chúc các em học tập tốt.